Hello, hello everyone. Trong video này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cùng ôn tập lại bảng chữ cái tiếng Anh ha. Bảng chữ cái tiếng Anh thì gồm có 26 chữ. Trong video này thì chúng ta sẽ học một chữ cái thì sẽ tương ứng với một từ và có tranh kèm theo ha. Các bạn sẽ nghe và sau đó lặp lại cùng với cô ha. Các bạn nào mà biết chữ thì là chúng ta sẽ ghi các cái từ đó, tập ghi để cho mình biết cái cách để viết cái chữ đó luôn ha. Right, are you ready? Chúng ta sẵn sàng chưa nào? Ok, chúng ta bắt đầu ha. Now we start. A apple. A apple. A apple. B boy. B boy. B boy. C cat. C cat. C cat. D duck. D duck. D duck. E egg. E egg. E egg. F fish. F fish. F fish. G girl. G girl. G girl. H hat. H hat. H hat. I iguana. I iguana. I iguana. J jam. J jam. K kite. K kite. K kite. L lion. L lion. L lion. M moon. M moon. M moon. N net. N net. N net. O octopus. O octopus. O octopus. P pizza. P pizza. P pizza. P pizza. Q queen. Q queen. Q queen. R rabbit. R rabbit. R rabbit. R rabbit. S sun. S sun. S sun. T table. T table. T table. U umbrella. U umbrella. U umbrella. V van. V van. W window. W window. W window. W window. X box. X box. X box. X box. Y yogurt. Y yogurt. Y yogurt. Z zebra. Z zebra. Z zebra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại từ đầu ha, cả bảng chữ cái luôn, đọc liên tục ha. Mỗi một chữ như vậy thì chúng ta sẽ đọc một lần ha. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Now we start. A apple. B boy. C cat. D duck. E egg. F fish. G girl. H hat. I iguana. J jam. K kite. L lion. M moon. N net. O octopus. P pizza. Q queen. R rabbit. S sun. T table. U umbrella. V van. W window. X box. Y yogurt. Z zebra. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã ôn tập xong bảng chữ cái và chúng ta nhớ xem hàng ngày thường xuyên để cho mình nhớ cái bảng chữ cái này lâu ha, để đừng có bị quên ha. Rồi, goodbye, see you again.